Đối thủ nặng ký nhất của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành suất đề cử của Đảng Cộng Hòa, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã bất ngờ tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử, đồng thời quay sang ủng hộ ông Trump. Như vậy, cựu Tổng thống Trump sẽ chỉ còn một rào cản duy nhất là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley để trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm nay. Nếu vượt qua bà Haley, đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp ông Trump trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Bà Nikki Haley, đồng thời là cựu thống đốc bang Nam Carolina và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, hiện đang là rào cản cuối cùng để cựu Tổng thống Donald Trump lần thứ ba liên tiếp giành được suất đề cử của Đảng Cộng Hòa và có sự áp đảo tuyệt đối trong đảng này. Nếu bà Nikki Haley không giành được chiến thắng gây sốc trước ông Trump tại cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire diễn ra vào ngày 23 tháng 1 tới, cuộc chiến giành suất đề cử của Đảng Cộng Hòa có thể sẽ được coi là kết thúc trước khi thực sự bắt đầu. Việc ông Ron DeSantis rút lui diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang tập trung hoàn toàn cho việc đánh bại bà Nikki, đồng thời kêu gọi cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu cho mình nhằm giành chiến thắng ở cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, một chiến thắng có thể khiến cuộc chạy đua giành suất đề cử của Đảng Cộng Hòa sớm ngã ngũ. Tôi muốn dành thời gian để chúc mừng ông Ron DeSantis, một người thực sự tuyệt vời vì đã có một chiến dịch tranh cử tốt. Ông ấy thông báo rời đường đua lúc 15 giờ. Ông ấy rất tử tế khi làm vậy và ông ấy còn ủng hộ tôi nữa. Tôi trân trọng điều đó. Như vậy, nếu bà Nikki Haley không thể đánh bại được ông Trump hoặc ít nhất là thua sít sao, bà sẽ có thể gặp nhiều khó khăn trong việc vượt lên trước đối thủ của mình và thuyết phục các nhà tài trợ là bà vẫn còn một khoản đầu tư tài chính tốt. Trong các cuộc khảo sát do CNN và Đại học New Hampshire thực hiện, ông Trump đã nới rộng vị trí dẫn đầu với 50% sự ủng hộ của các cử tri Cộng Hòa, trong khi tỷ lệ của bà Nikki Haley chỉ có là 39%. Khoảng cách này có thể sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cuộc bầu cử tại New Hampshire vào ngày 23 tháng 1 tới. Vận may của bà Nikki Haley hôm 23 tháng 1 tới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc có bao nhiêu cử tri trung lập sẽ đi bỏ phiếu. Nếu vượt qua được rào cản cuối cùng là bà Haley ở cuộc bỏ phiếu bầu cử sơ bộ tại New Hampshire, ông Trump sẽ có cơ hội khẳng định vị trí độc tôn của mình trong cuộc đua giành suất đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11. Đây cũng sẽ là lần thứ ba liên tiếp ông Trump giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa. Những ngày dẫn đến quyết định bỏ cuộc của DeSantis. Sau thất bại ở vòng sơ bộ ở Iowa, DeSantis đã trải qua một tuần thảo luận cùng các cố vấn trước khi ra quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Iowa hôm 15 tháng 1 là nỗi thất vọng lớn với thống đốc Florida Ron DeSantis. Ông về thứ hai với 21,2% số phiếu, kém xa cựu Tổng thống Donald Trump, người nhận được tỷ lệ ủng hộ hơn 51%. Kết quả này mở đầu cho một tuần tham vấn đầy căng thẳng giữa ông DeSantis và các trợ lý về tương lai chiến dịch tranh cử. Ông DeSantis, 45 tuổi, trước đó kỳ vọng có thể tiếp tục cạnh tranh với ông Trump và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong các vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên nhằm tạo đà cho chặng nước rút để chinh phục tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ. Ông được coi là ngôi sao đang lên của Đảng Cộng Hòa và được nhiều nhà tài trợ kỳ vọng sẽ là giải pháp thay thế Trump. DeSantis có thời điểm được cho là đối thủ thực thụ của ông Trump trong cuộc cạnh tranh đề cử Đảng Cộng Hòa. Ông Trump công kích DeSantis từ trước khi đối thủ chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tháng 5 năm 2023. Cựu Tổng thống còn đặt biệt danh cho đối thủ là người không sùng đạo. Hành động bị DeSantis chỉ trích là trẻ con. Tuy nhiên, vài tuần trước bầu cử sơ bộ ở Iowa, ngày 15 tháng 1, DeSantis có dấu hiệu hụt hơi khi bà Haley vượt lên trong các kết quả thăm dò toàn quốc. Sự ủng hộ dành cho DeSantis đã dần suy giảm, trong khi ông Trump thì ngày càng củng cố vị thế dẫn đầu, bất chấp hàng loạt bê bối pháp lý. DeSantis và đội ngũ của mình bắt đầu thay đổi mục tiêu. Họ từng tuyên bố ông sẽ thắng ở Iowa, nhưng sau đó chỉ chọn về nhì, tránh kết quả về ba đáng xấu hổ. Nhưng họ đối mặt với thực tế là nguồn lực tài chính của chiến dịch vận động càng cạn. Chiến dịch vận động cùng các siêu ủy ban hành động chính trị PAC của ông DeSantis không thể huy động đủ tiền để bù đắp vào những khoản chi hàng chục triệu đô la Mỹ cho nỗ lực vận động vô ích ở Iowa. DeSantis muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Iowa, đồng thời xác định triển vọng tại những cuộc bầu cử sơ bộ kế tiếp ở New Hampshire vào ngày 23 tháng 1 và tiếp đó là Nam Carolina vào ngày 24 tháng 2. Nam Carolina là khu vực các cố vấn tin ông DeSantis có cơ hội để lấy thêm đà cho những tháng kế tiếp.
Thống đốc Florida liên tục đặt câu hỏi cho các cố vấn để mổ xẻ thất bại ở bang Iowa trong lúc tiếp tục vận động tranh cử ở các bang tiếp theo. Trong vài ngày sau đó, ông đến Nam Carolina và New Hampshire, nhưng không tạo ra được những sự thay đổi rõ ràng nào. Thống đốc Florida đứng thứ ba trong kết quả thăm dò ở New Hampshire, sau ông Trump và bà Haley, trong khi triển vọng ở Nam Carolina cũng rất ảm đạm. Đến ngày 18 tháng 1, khoảng trống thông tin được khép lại, các nguồn thạo tin cho hay nhưng ông DeSantis vẫn muốn gặp cử tri một lần nữa nên quyết định đến New Hampshire và Nam Carolina để có cái nhìn cuối cùng về tình hình. Sau cuộc vận động ở Nam Carolina, ông triệu tập một cố vấn trong đội ngũ thân cận nhất đến dinh thống đốc ở thành phố Tallahassee, bang Florida vào ngày 21 tháng 1 để thảo luận lần cuối về tương lai chiến dịch tranh cử. Chip Roy, hạ nghị sĩ bang Texas, một trong những người ủng hộ nổi bật của DeSantis, đã đến Tallahassee tham gia vòng thảo luận cuối cùng, theo các nguồn thạo tin. Ông Roy đã giúp thống đốc bang Florida cân nhắc quyết định rời cuộc đua trước khi bang New Hampshire tiến hành bầu cử sơ bộ, cũng như xem xét thiệt hơn của việc ủng hộ ông Trump. Nghị sĩ Roy tối ngày 21 tháng 1 nói ông đã liên tục trao đổi với thống đốc Florida trong suốt chiến dịch tranh cử và nghĩ ông ấy đã hành động đúng khi kết thúc cuộc đua và quay sang ủng hộ ông Trump. Ông Roy đã từ chối nêu chi tiết nội dung các cuộc trò chuyện với DeSantis. Sau cuộc thảo luận với các cố vấn, DeSantis và vợ, bà Kasley, đã lên tầng để trao đổi riêng. Họ quyết định DeSantis sẽ dừng chiến dịch tranh cử do không còn lộ trình phù hợp để tiếp tục. Khi quay lại với nhóm cố vấn, DeSantis viết sẵn những gạch đầu dòng để soạn thông báo rời cuộc đua vào Nhà Trắng. Quyết định dừng tranh cử được nhóm cố vấn thân cận của ông giữ kín. Người đại diện chiến dịch, nhà tài trợ Dan Eberhardt đã chỉ biết tin khi đang trên đường đến New Hampshire. Một số trợ lý khác và COPAC cũng không được báo trước, nhưng đây không phải là điều bất ngờ với họ. Tôi không sốc chút nào, tôi nghĩ ông ấy sẽ là tổng thống tuyệt vời, nhưng không phải ứng viên tốt nhất. Eberhardt nói, ông DeSantis và các cố vấn không thỏa luận với đội ngũ của ông Trump trước khi ra thông báo. Một cố vấn cấp cao của cựu tổng thống nói, vài giờ trước khi ra thông báo, ông DeSantis đã hủy kế hoạch tham gia các chương trình truyền hình vào ngày 21 tháng 1, động thái khiến các đồng minh và đối thủ phần nào đoán được ý định của thống đốc Florida. Mọi người muốn trụ lại cho đến Nam Carolina, nhưng việc huy động tiền ủng hộ ngày càng khó, theo một cố vấn của DeSantis. Ông sau đó thông báo dừng chiến dịch tranh cử bằng bài đăng trên mạng xã hội X. Sau khi nhận vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, chúng tôi đã cân nhắc về con đường phía trước. Nếu có bất cứ điều gì giúp kết quả tốt hơn hay khiến thêm nhiều đối thủ phải dừng tranh cử, tôi sẽ làm. Tuy nhiên, tôi không thể đòi người ủng hộ bỏ thời gian và tiền bạc nếu chúng tôi không chắc thắng. Sau đó hôm nay tôi quyết định ngừng chiến dịch tranh cử của mình, ông viết. Ông cũng tuyên bố dành sự ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump. Đáp lại, cựu Tổng thống Mỹ cảm ơn DeSantis cho rằng Thống đốc Florida là người tử tế khi thông báo dừng tranh cử vào giờ vàng. Họ có khác biệt lớn về chính trị, nhưng ông DeSantis chia sẻ quan điểm với ông Trump trong nhiều vấn đề, ngoại trừ chính sách với COVID-19. Cố vấn của Thống đốc Florida cho hay, ông DeSantis từng chỉ trích ông Trump vì ban hành quy định liên bang về khoảng cách tối thiểu và đeo khẩu trang, khuyến khích tiêm vaccine để ứng phó với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đội ngũ thân cận của ông DeSantis đồng thuận rằng ủng hộ Trump là bước đi đúng, ba nguồn thạo tin nói. Nhiều đồng minh của ông DeSantis tin Thống đốc Florida sẽ tranh cử vào năm 2028, với kỳ vọng sẽ không còn ai có thể cản đường ông. Trong khi đó, một nguồn thạo tin nói DeSantis đang dành thời gian cho gia đình ở Florida. Ông DeSantis không có ý định cùng vận động tranh cử trong liên minh của ông Trump với tư cách là phó tướng. Người này nói, sau quyết định này, bà Haley là đối thủ duy nhất của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa để trở thành ứng viên Tổng thống. Xe thiết giáp M2 Bradley, vũ khí tốt nhất Mỹ viện trợ cho Ukraine. M2 Bradley sau gần một năm tham chiến đã thể hiện là phương tiện chiến đấu hiệu quả nhất trên chiến trường mà Mỹ từng viện trợ cho Ukraine. Theo Forbes, xe chiến đấu bộ binh M2 A2 Bradley do Mỹ sản xuất là phương tiện chiến đấu bọc thép tốt nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tất cả những điều này đến từ thiết kế và trang bị của M2 A2 cho phép nó tác chiến ở mọi loại địa hình. Hệ thống bảo vệ. Về thiết kế, lớp giáp hợp kim thép và nhôm khiến cho chiếc M2 nặng 30 tấn có thể chặn được loại đạn xuyên giáp 30 ly. Thêm áo giáp phản ứng nổ ở xung quanh thân xe càng tăng khả năng bảo vệ của M2 trước các loại vũ khí chống tăng cỡ nhỏ. Khả năng chống đạn xuyên giáp 30 ly trên M2 tốt hơn nhiều so với các dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BMP-3 của Nga.
BMP-2 có thể chịu được đạn xuyên giáp 23 ly, nhưng chỉ dọc theo phần thân phía trước, còn BMP-3 có thể chịu được hỏa lực từ đạn 30 ly từ phần giáp phía trước. Lớp giáp phản ứng Bradley của M2 hay là Brad cũng cải thiện khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng như là RPG-7, cũng như là các tên lửa chống tăng thế hệ cũ hơn có đầu đạn nổ lõm mạnh. Để bảo vệ khỏi mìn, Bradley có một tấm giáp dày 9 ly ở phía trước bụng. Hơn nữa, 7 ghế hành khách được gắn vào hai bên hoặc trần xe để giảm tác động của bom mìn đối với người ngồi trên M2. Nội thất của Bradley có một lớp lót chống vỡ chứa các mảnh vỡ và giảm nguy cơ bị nảy lại. Tất cả các sự bảo vệ này đã làm cho M2 trở thành một phương tiện sơ tán y tế tuyệt vời. Đã có nhiều báo cáo về việc lữ đoàn cơ giới số 47 của quân đội Ukraine, đơn vị duy nhất sử dụng khoảng 200 chiếc M2 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine một năm trước, đã triển khai những chiếc Bradley của mình trong vai trò cứu thương. Công nghệ M2 được trang bị hệ thống quan sát nhiệt thế hệ thứ hai có tên là SADA 2. Các kính ngắm nhiệt tương tự cũng được trang bị cho 31 xe tăng M1A1 do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Kính ngắm nhiệt có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 8 km với độ phân giải 1.316 pixel trên 1 inch nhân 460. Nó đi kèm với máy đo khoảng cách laser và GPS. Chỉ huy trên Bradley có thể nhìn thấy những gì mà xạ thủ nhìn thấy và tự mình tấn công mục tiêu. Nhưng vị trí này không có kính ngắm nhiệt riêng, nhưng bù lại được trang bị kính ngắm tiềm vọng xung quanh tháp pháo. Về những chiếc BMP-1 và BMP-2 và BMP-3 cũ hơn của Nga không được trang bị kính ngắm ảnh nhiệt. Điều đó có nghĩa là trong cuộc chiến giữa những chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley, thường có thể nhìn thấy xe Nga đầu tiên vào bất kỳ lúc nào. Vũ khí. Vũ khí chính của M2 là pháo tự động M242 25 ly, có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ mạnh. Tầm bắn tối đa của M242 là gần 2.000 mét. Nó bắn 200 hoặc 500 phát mỗi phút với vận tốc đầu đạn 1.000 mét trên giây. M242 được tích hợp hệ thống cân bằng nên pháo thủ Bradley có thể bắn chính xác khi đang di chuyển. Trong một cuộc giao tranh gần đây bên ngoài Adivka, phía đông bắc Ukraine, hai chiếc Bradley đã sử dụng pháo tự động để vô hiệu hóa một trong những chiếc xe tăng T-90M tốt nhất của quân đội Nga. Để đối phó với các mục tiêu hạng nặng như xe tăng T-90, Bradley còn tùy chọn khai hỏa từ bệ phóng kép trên tháp pháo, tên lửa chống tăng dẫn đường bằng dây Taurus 2B. Thủy thủ đoàn có thể nạp đạn cho bệ phóng thông qua một cửa sập ở phía sau thân tàu. Taurus 2B là tên lửa tấn công hàng đầu với tầm bắn hơn 4.000 mét. Trong thực chiến ở Ukraine, tên lửa Taurus của Bradley từng bắn hạ hai xe tăng Nga. Thưa quý vị, Israel đang chịu sức ép ngày một lớn từ cả trong nước lẫn quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho các con tin bị Hamas bắt giữ, ngừng bắn tại dải Gaza và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn đang giữ vững quan điểm, bác bỏ mọi sức ép, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng vượt tầm kiểm soát. Các cuộc tuần hành kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo an toàn cho các con tin đang diễn ra tại nước này và một số nước có công dân bị bắt. Bộ trưởng Nội các Israel thừa nhận một cuộc đột kích chớp nhoáng nhằm giải thoát các con tin Israel ở Gaza khó có thể thành công vì các con tin bị giam giữ ở nhiều nơi dưới đường hầm. Nếu muốn các con tin được thả còn sống, cần sớm có một thỏa thuận. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các điều kiện do Hamas vừa đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh và thả con tin, trong đó bao gồm việc Israel phải rút quân hoàn toàn và để Hamas nắm quyền ở Gaza. Ông khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở mọi mặt trận, từ Gaza, Liban, Syria và bất kỳ nơi nào có khủng bố. Nếu chúng tôi đồng ý với điều này, những gì mà binh sĩ Israel đã làm được là vô ích. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an ninh cho công dân của mình. Tôi chưa sẵn sàng chấp nhận một đòn chí tử như vậy đối với an ninh của Israel. Do đó, chúng tôi sẽ không đồng ý với điều này. Chỉ có chiến thắng hoàn toàn mới có thể đảm bảo việc tiêu diệt Hamas và đưa tất cả các con tin của chúng ta trở về. Quan điểm cứng rắn của Thủ tướng Israel dường như đã phớt lờ cả mục tiêu của Mỹ, đồng minh số 1 đang sát cánh cùng quốc gia này. Bởi theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông vẫn tin và cam kết đạt được mục tiêu hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel và Palestine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã tỏ rõ sự thất vọng về việc Thủ tướng Israel phản đối một nhà nước Palestine.
cùng quan điểm như vậy, Ngoại trưởng Pháp cũng khẳng định người dân Palestine xứng đáng có một nhà nước có chủ quyền và Pháp sẽ không thay đổi lập trường về giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine cùng tồn tại. Đặc biệt, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo việc từ chối để một nhà nước Palestine được thành lập sẽ khiến kéo dài vô thời hạn cuộc xung đột và đó là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, đồng thời cảnh báo về một cuộc xung đột lan rộng ra toàn Trung Đông. Trung Đông đang là một thùng thuốc súng. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn xung đột bùng phát trên toàn khu vực. Điều đó cần bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để giảm bớt đau khổ ở Gaza, cho phép viện trợ nhân đạo đến được với mọi người cần giúp đỡ và tạo điều kiện giải thoát con tin. Những điều này cần phải thực hiện ngay lập tức và vô điều kiện. Tuy nhiên, xung đột tại Gaza vẫn đang tiếp diễn. Máy bay chiến đấu Israel hôm qua tiếp tục ném bom thành phố Khan Yunis phía nam giải Gaza. Trong khi đó, thì các mặt trận xung đột giữa Israel và các lực lượng Hezbollah ở Liban hay các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ đang đứng trước nguy cơ ngày một leo thang hơn nữa. 3 tuần sau trận động đất mạnh tàn phá miền trung của Nhật Bản, hôm nay tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã mở cửa trở lại, đánh dấu nhịp sống của người dân nơi đây dần phục hồi. Các chuyên gia địa phương cho biết trận động đất có độ lớn 7,6 độ Richter xảy ra tại khu vực miền trung Nhật Bản hồi đầu tháng này đã làm mặt đất bị đẩy lên cao hơn 2 mét tại một số khu vực dọc bờ biển phía bắc bán đảo Noto. Theo đài truyền hình NHK, một nhóm nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra khu vực dài khoảng 4 km ở thành phố Wajima, nơi hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất. Họ đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy mặt đất bị xê dịch. Một số địa điểm mặt đất bị đẩy lên thêm ít nhất 1 mét và thậm chí lên tới khoảng 2,2 mét tại khu vực dọc theo bờ biển của quận Wajimazaki-machi. Trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra ngày 1 tháng 1 tại tỉnh Ishikawa của Nhật Bản, cùng hàng trăm dư chấn sau đó đã ảnh hưởng đến bán đảo Noto và các khu vực xung quanh tỉnh này. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của 232 người và khiến hơn 1.000 người bị thương, trong khi 22 người vẫn còn mất tích.